bộ phim hoạt hình. Và đặc biệt sau khi mà xem trailer thì Lê Hải rất là càng thích hơn. Hứa với mấy bé là hôm nay làm bằng mọi giá sẽ đưa mấy bé đi xem phim. Đây là chú châu Ferdinand. Có những cái cảnh ở trong phim rất là buồn cười, rất là thích thú. Và Vinh quyết định là sẽ đi xem bộ phim này. Trong phim này thì có những cái người bạn hoạt hình. Nhìn những cái tạo hình của các bạn rất là dễ thương và nó rất là linh hoạt này nọ, thì mình thấy mình rất là hào hứng. Trong bộ phim này thì nó có tình bạn, với lại tiếng cười, với lại cũng có khóc nữa. Con thích nhất chú bò vì chú bò biết yêu thương bạn của mình. Especially when it comes to music. I'm a little bit more complex. Bách có hỏi các thành viên trong gia đình Bách á, thì ai cũng nói đây là một trong bộ phim hay nhất. Đối với Bách thì đây là một trong những bộ phim mà có đầy đủ những yếu tố mà mình thích. Nói đến cuối thì Bách nhìn quay qua thì ai cũng rơm rơm nước mắt cả. Tình yêu tạo nên sức mạnh lớn nhất. Bách xem phim xong Bách hiểu được những điều như vậy. Và Bách mong là các bạn nhỏ cũng sẽ có những cái sự dung cảm của mình. Sẽ hiểu được là khi chúng ta yêu thương thì chúng ta sẽ thực sự có sức mạnh. Chúc các bạn xem phim vui. Cảm ơn. Mặc dù họ là đó là những con vật được nhân cách hóa, nhưng mà nó làm cho chúng ta là những con người cảm nhận được cái điều ấm áp giữa tình bạn, tình yêu thương lẫn nhau. Tôi nghĩ rằng hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời của mấy mẹ con khi được xem một bộ phim hay như vậy. Và mọi người hãy đến rạp xem ngay và luôn đi, bởi vì bộ phim này sẽ được khởi chiếu từ ngày 15 tháng 12 tại các cụm rạp trên toàn quốc. Ferdinand, Phiêu lưu ký, Galaxy hân hạnh phát hành dự kiến 15 tháng 12, 2017.